bạn nào cũng có phần của mình. Đấy, chị đậu cũng ăn. Em là cũng xúc nào. Em là xúc một miếng mẹ xem nào. Ha! U trời ơi, ngon thế. Nào, ăn đi xem ăn xong trước nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah, yeah, yeah. Cố lên, cố lên. U trời ơi, ngon quá. À, chị đậu ăn đi kìa. Em bảo chị ăn đi. Hai chị em hôm nay có cái bát màu giống nhau, đều là màu xanh. Nào, lạc đây xúc đi, chị xúc một miếng rồi, nhanh lên. Nhanh lên, chị xúc một miếng rồi. Em là xúc một miếng này, em là xúc một miếng này, em là xúc một miếng cho miệng nào. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Nhai hết đi, nhanh lên. Rồi, đúng rồi nào, xúc nào. U trời ơi, miếng cơm luôn. U trời ơi. Trời ơi. Hôm nay hai chị em ăn cơm với cả cá. Quấm lại miếng nữa luôn. Cá. Cá, đúng rồi. Vậy xương ạ. Đấy, chị đậu nhà xương, đúng rồi. Chị đậu tự nhằn xương cá, giỏi lắm. Uỳnh. Uỳnh. Nào, tiếp tục nào, một, hai, ba, chị đậu lại ăn tiếp nào, xem ai ăn nhanh hơn nào. Nhanh, 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 nhanh. Ôi dồi ôi, sao chị đậu rất miếng to thế. Chị đậu rất miếng to thế nhỉ. Ôi, rau ngót ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Vậy là ăn rau thì ôi dồi ôi, ngon quá. Ôi trời ơi, thích quá. Nghi, nghi, nghi. Ăn rau, ăn rau. Ăn rau, ăn rau. Đấy. Lại xúc miếng rau nữa. Đúng rồi. Đấy, chị ăn sắp hết rồi đấy. Em cũng đang ăn rau chị ạ. Đúng rồi. Đúng luôn. Ngon quá. Ngon luôn. Vét cái miệng. Đúng rồi, vét vét cái miệng. Đúng luôn, giỏi quá. Ui trời ơi, ngon quá. À, vét vét miệng cho sạch. Rồi, rồi, rồi. Ở cổ không có đâu con ạ. Em lạc vét cả ở cổ chứ. Có đâu mà vét. Nhà, ngon. Yeah. Đấy, khi nào con ăn gần hết bát cơm thì mẹ Dung mới chan canh vào cho chị đậu này, đúng không? Em Lạc cũng ăn cả cá này, cả rau này. Ngon, ngon. Ở nhà với mẹ không ăn thì con mà chết đói. Đúng không? Đúng không? Chính xác chứ còn gì nữa, không ăn thì chỉ có chết đói.